Anh có sợ mụ vợ nhà anh không? Trời ơi, anh đã nói với em rồi, anh là sư tử nhà này, em không có cần phải lo gì hết. Ok. Em sợ. Trời, sợ cái gì? Anh nói thiệt với em nha, bây giờ mình đang trong tư thế này, giờ anh có về, mình vẫn tự giữ nguyên tư thế này, không cần phải lo, đã có anh. Em mong manh yếu đuối lắm. Trời ơi, anh đã nói với em như vậy rồi thì em cứ tin như vậy. Anh là chúa tể ngôi nhà này. Leo vào tủ, lọc, lọc, chui gặp được. Rồi, chui. Dạ. Dạ. Ui, phát hiện mùi nước hoa lạ, anh dẫn con nào về nhà? Không, không. Mùi nước hoa mới của anh á, là gì có mùi nước hoa nào lạ. Tôi biết rồi nha. Biết gì? Anh dẫn con nào về nhà, khai mau liền á. Trời, vợ nghĩ sao vậy? Anh nói thiệt với vợ nha, đây là cái giường tân hôn của mình, làm sao anh dẫn con nào về nhà được, vô. Dù anh có dẫn anh cũng không có nói. Rồi. Hả? Rồi. Không. Anh sao rồi nha, nói ở đâu? Không nói có. Nói nào, con. Chồng ơi, sợi tóc này của con nào, cài mau, nhanh lên, cài mau. Tóc này của vợ chứ của ai? Đây vợ xem nè, thấy không? Nó dài, đen, mượt, bóng, chắc chắn là của vợ, không có ai hết trơn á, chồng thề luôn. Tôi là thấy sợi tóc này nó dài nè, mà nó thẳng đút như vậy mà không phải của tôi màu vàng, thấy không? Vợ nhớ không? Một tháng trước vợ vừa vui tóc xong á, cái về vợ tắm cái nó cong lại luôn đó. Đây là tóc tôi, vợ. Rồi tôi mà tìm ra là chết với tôi nha chồng. Tránh ra, sợ ra để tôi tìm nó. Nó ở đâu? Chồng, có là chồng, cô nào không? Cô đi về đây. Vợ. Quen. Trời ơi, lâu lắm. Anh ơi, không mày nè. Nó nhậu chung á mẹ ơi. Mày biết sao mày nhậu chung hay không? Vợ. Trời ơi, chú là bỏ cho vợ nhậu đi. Vợ không say luôn vợ. Tụi mình đi nhậu nha. Nhậu đi. Không say không dễ cho mày. Đi. Trời ơi, nó thở thôi thớp ông ơi. Mà
mà tôi ông nghĩ thử coi, tự nhiên đi xe vậy sao thấy được. Tôi nghĩ là nó trợt vỏ chuối, nó chạy nó trợt vỏ chuối, nó té xuống đây nè, sắp mày. Thùng nó ba vỏ chuối đâu ra ba. Theo như tôi nhận định á, thì nó trượt cái thành dốc này nè, muốn lên thành dốc này cho nên trượt té. Cũng có thể, nhưng mà vỏ chuối tôi cũng có thể. Ê, mà khùng hả, tại vì nhỏ đang nằm đòi tóm cái tài duyên mình bàn nó té làm gì, cứu nó kìa. Ông chở đi bệnh viện đi nhanh lên. Không, bây giờ tôi không có chở đi được, bây giờ tôi phải đi rồi, bây giờ tôi phải đi gấp. Đi đâu? Vợ tôi nó đang nằm ngửa đó, chờ tôi mua ba con sói đem về cho nó. Ba con sói vợ không, để tôi lo cho, tôi đang đi. Lo cái gì, vợ tôi mà ông lo là sao? Trời ơi, ông này. Tôi đang nôn đi Vũng Tàu. Vũng Tàu cái gì? Bà con đang bị lũ lụt, ông đi Vũng Tàu là sao? Trời đất ơi, tôi nói ông là bây giờ ông chở đi, tôi rất là gấp. Không được, bây giờ tôi mà không về là nó bỏ tôi, ông hiểu không? Mà nó giờ ông bỏ ông chứ bỏ tôi đâu, tôi lo tôi đi Vũng Tàu à. Ông đi đâu vậy? Trời ơi, đi Vũng Tàu mà đánh tôi. Mày không phải tao đánh luôn, tao đi giờ tao đi đánh này. Dạ, em chào chị. Dạ, bạn trai chị có gửi cho chị một bó hoa. Cảm ơn. Dạ, và anh ấy còn tặng kèm thêm một triệu nụ hôn nữa. Honey hả? Nhận được quà chưa? Dạ em đang nhận. Lần sau anh gửi ít thôi, gửi vài ngàn thôi, anh đừng gửi 1 triệu. Em nhận từ sáng giờ chưa hết nè. Bao nhiêu thôi em trả lại anh vài ngàn đi. Dạ. Trời mưa gió quá chị ha. Dạ chị lau chị. Dạ chị. Bữa nay quán cà phê em á có khuyến mãi á. Uống một ly nước tặng một cái áo mưa. Ồ, chị á hả? Dạ. Lấy cho chị 3 ly cà phê sữa đá. 3 ly cà phê. Đúng rồi, 3 ly. Dạ. Cảm ơn. Ba ly cà phê, ba cái áo mưa, bao lửng, bao trướng. Lần sau thì trường nghe chưa? Không có được nghịch ngu nữa. Phải lo vào cái. Con khá gì mà lì quá à. Tối ngày lo đi học không đi học mà tối ngày lên để đánh lộn để mà cô giáo gọi điện mắc quấn tôi kìa. Em à, anh nghĩ chuyện dạy con cái là phải để cho con cái tự phát triển chứ em cứ la mắng rồi như vậy làm sao mà được. Anh nói để anh nói sao mà em, con nít bao giờ cần sự quan tâm của cha mẹ, nhất là từ người mẹ như em. Có những cái em phải giải thích, ừ con thích cái nào, con không thích nào, cái này là tốt, cái này không tốt. Em không thể nào lúc nào em cũng la mắng như vậy được. Thôi anh đừng có nói nữa, tôi nói nó bao nhiêu lần rồi. Tôi dạy nó bao nhiêu lần, tôi khuyên cho nó mà lên tôi không nói. Tôi không quan tâm mà nó có dạy không, nó đâu có chịu nghe. Nó vẫn dạy anh thấy không, anh coi được không. Giờ anh coi anh là ba nó, làm gì cũng dạy nó cho tôi đi. Nhưng mà anh vẫn nghĩ cái cách dạy con cứ bằng la mắng và dọa nạt sẽ không có kết quả tốt. Thế em không tin đúng không? Em cứ làm như vậy nó không nghe, em không tin đúng không? Thôi anh, giờ anh coi anh... Để đó chứ. Anh sẽ ra nói chuyện với nó đàng hoàng, coi nó như thế nào. Rồi anh ra nói nó đi, anh nói giùm tôi cái đi. Trời ơi. Dạ khách sạn Phê Tịnh Mây kính chào quý khách. Chào em. Dạ. Cho một phòng rộng nhất. Ồ. Tập thể luôn hả anh? Tập thể. Cảm ơn em. Thank you.
Là lớn rồi nè, lớn lên, nó ôm ơi. Yeah, yeah, yeah.